Olay được mệnh danh là dòng mỹ phẩm thần dược chống mọi vấn đề lão hóa da. Serum dưỡng da Olay Regenerating Moisture là một trong những sản phẩm tâm đắc của thương hiệu này, giúp dưỡng ẩm, cấp ẩm hiệu quả, giúp giảm thiểu đáng kể tình trạng lão hóa da. Xuất xứ thương hiệu Olay. Olay là một thương hiệu mỹ phẩm đến từ Hoa Kỳ, chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc da cho phái đẹp. Đây là thương hiệu hình thành và phát triển lâu đời, qua nhiều năm cải tiến và phát triển đã trở thành thương hiệu nổi tiếng quen thuộc của hàng triệu chị em phụ nữ ở hơn 180 quốc gia. Một trong số những sản phẩm bán chạy nhất của Olay là serum dưỡng da Olay Regenerating Moisture với tinh chất dưỡng ẩm tối ưu cho làn da bị lão hóa. Ưu điểm vượt trội: cấp ẩm chuyên sâu, tái tạo làn da có dấu hiệu lão hóa. Nếu không có phương pháp chăm sóc da đúng cách và thói quen chăm sóc da thường xuyên, làn da sẽ xuất hiện những dấu hiệu lão hóa sớm, hoặc do đến tuổi 30 nội tiết tố sẽ tố cáo độ tuổi của bạn thông qua những vết chân chim, nám, tàn nhang, đồi mồi. Trông bạn thật thiếu sức sống và trông già hơn so với tuổi. Cách tốt nhất để thoát khỏi tình trạng trên là tăng cường cấp ẩm cho da. Serum dưỡng da Olay Regenerating Moisture có chứa các thành phần chống lão hóa tiên tiến, giúp làn da mịn màng hơn, với công thức cấp ẩm sâu giúp tái tạo các tế bào da, phục hồi độ đàn hồi của da. Từ đó những dấu hiệu lão hóa sẽ mờ dần và biến mất. Bên cạnh đó, với Aminopeptide Complex 2, công thức này được thiết kế để cung cấp các thành phần dưỡng ẩm 10 lớp sâu vào bề mặt của da. Do vậy, cấu trúc da sẽ được cải thiện rõ rệt chỉ sau 28 ngày sử dụng serum dưỡng da Olay Regenerating Moisture. Serum dưỡng da Olay Regenerating Moisture thuộc dạng gel, siêu mềm mịn không nhờn rít. Với dạng gel siêu mịn giúp serum có thể thấm sâu vào da và các lỗ chân lông nhanh chóng, không gây cảm giác bết dính, đồng thời khiến làn da căng mướt, nhẹ bẩn, sảng khoái, tươi mát sau khi sử dụng. Hướng dẫn sử dụng serum dưỡng da Olay Regenerating Moisture. Bước 1. Rửa sạch da bằng sữa rửa mặt. Bước 2. Dùng bông tẩy trang thấm nước hoa hồng để làm sạch da và xe khít lỗ chân lông. Bước 3. Dùng một lượng vừa đủ serum chống lão hóa Olay Regenerating Serum thoa đều lên da mặt từ những điểm có dấu hiệu lão hóa trước. Bước 4. Massage nhẹ nhàng đẩy từ dưới lên, thao tác làm sao để da mặt không bị chảy xệ và không tạo nếp trên những điểm như khóe mắt, miệng. Chúc bạn có một trải nghiệm skincare vui vẻ và đầy hiệu quả.